Nơi đây là bãi biển mà mình có thể bơi, thấy rùa, bơi chung với rùa, mà hiện tại giờ mình không có thấy rùa đâu hết. Biển ở bên Hilo, nước rất là trong, nó có chia thành từng cái vũng nhỏ nhỏ như vậy nè. Mình có thể bơi và tắm trong đây. Dọc theo cái bờ biển này nó có những cái vũng nhỏ nhỏ, cũng rất là vui. Đây có những người câu cá. Đá thì đá đen không. Rất là đông xe, không có chỗ parking đậu, mình kiếm rất lâu mới có chỗ parking đậu. Biển xanh biếc. Một bên là biển và một bên là cái park, người ta có thể trải ăn picnic, giống như là người ta nướng, người ta ăn, người ta nằm đó. Bên đây là bờ biển, mình có thể xuống tắm bất cứ chỗ nào, tại những này nó có những cái vịnh nhỏ nhỏ, cái vùng nước nhỏ, và kia là biển. Nói chung là Hawaii nó là một cái đảo nằm giữa biển. Khi mình tới mình phải bay từ ở ngoài đất liền ở bên California qua đây. Thì hôm bữa là mình đi ở Kona. Thì hôm nay từ Kona lái qua bên đây cũng mắc cũng khoảng 4-5 tiếng gì đó. Qua mé bên đây là nó bên là Hilo. Rồi ngày mai, sáng mai mình sẽ bay từ Hilo qua bên Honolulu. Honolulu á, là nơi cũng là một cái island của Hawaii. Nó là biển cũng rất là đẹp, nơi đó tập trung du khách rất là nhiều. Kona and Hilo ở đây thì nó có ra vẻ giống như là miền quê nhiều hơn. Bên Honolulu thì ở đó bạn sẽ tìm thấy rất là nhiều du khách, người Nhật, người đủ thứ sắc dân tới đó hết. Ở đó thì nó là giống như là thành thị, quán xá đầy hết, đường xá giống như là city area. Nó không có yên bình như ở bên Kona and Hilo như ở đây. Ở đây thì bình yên hơn, mình có thể trải nghiệm được cuộc sống bình lặng, đời sống thường dân hơn. Mình có thể mua trái cây, ăn uống, tắm biển một cách nhẹ nhàng. Bên kia thì vui, rất là vui, nhộn nhịp. Nhưng mà mình đã thấy một người bạn đang tiến tới gần, đó là những chàng cua, chàng còng. Nó tuyệt màu lắm, khó thấy. Hồi nãy thấy một em rất là bự chui đây nè, em đây nè. Nước xanh biếc như Nha Trang. Bạn thấy ở đây đá màu đen á, nó là những vết tích xa xưa của núi lửa đó, nứt, những vết nứt rạn nứt của núi lửa, động đất. Cho nên mình sẽ trải nghiệm được gọi là cái sự khác biệt về màu sắc, bên xanh và bên đen. Gió rất là mát, thoang thoảng mùi biển. Ngoài kia nó có cái island rất là nhỏ kìa, nhỏ xíu, người ta có thể bơi đi dọc ra đó, chơi ngoài đó vui lắm á. Ok, mình tiếp tục mình đi thám hiểm tiếp cái bờ biển này nha. Mình nghe nói ở đây là có gặp rùa nhiều lắm, là mình có thể bơi và lặn xuống gặp rùa, nhưng mà mình không biết ở khúc nào. hay là những cái vùng bên kia gần cái island đó mình không có rành lắm. Ở bên Khố Nà đó thì mình thấy nhiều hoa phượng, bên đây hoàn toàn không thấy hoa phượng. Bên đây á, thì mưa liên tục à, một ngày mưa 1-2 cử luôn. Cây cối thì xanh ôm, nó có nó giống như là rừng nhiệt đới, có những chim màu sắc khác nhau. Rồi sáng mình thức dậy ở nhà mình á, là nghe chim cu, rồi gà rừng gái, rồi hoàn toàn khác biệt. Ở bên Khô Nà, Khô Nà thì không có mưa nhiều, cho nên ở bên đó đó mình không có thấy được giống như là rừng thiên nhiên như bên đây. Đây người ta đem những cái đồ để lặn để muốn coi con rùa nè. Ở đây thì rùa nhiều lắm á, mà mình không thấy ở đâu. Mình bơi ở trên, rùa thì bơi ở dưới. Mình phải đeo cái kính lặn để mình nhìn thấy được rùa. Hello. Ồ, bên đây thì đẹp hơn nè. Trong mà nó có cái vịnh riêng luôn. Nước cũng thấp, dễ cho những em nhỏ bơi. Hút lần xa nữa kìa, đẹp không? Đây. Xung quanh mình là có những du khách đang ngồi nướng barbecue biển. Đẹp quá. Cuối cùng mình đã tìm được một nơi mới, một góc khác của cái bãi biển này. Nó có sau lưng là có cái park hồi nãy mình nói đó. Trong đây có bóng mát và sau lưng là bãi biển. Ok, mình đi thử coi nha. Đó, mình có thể enter vô cho những em bé nhỏ vô đây. Bãi biển cái chỗ mà nước thấp cho em bé nhỏ. Ra đây đẹp chưa? Quá đẹp luôn. Đó, ra đây nè, ra bơi. Nãy mình đi múc từ bên kia qua kìa. Đẹp chưa? Có loi go nữa, an toàn hơn. Ok, mình đi qua mấy bên đây coi có gì nha. Đẹp quá. À, cỏ mịn không nè, cỏ mịn nè, đá đen nè, và bên dưới là nước trong veo. Không có sóng. Đẹp chưa? Và kia là biển kìa. Bên này cũng có cái vịnh nữa. Rồi mình bước qua chỗ này. Mình đang đi xuyên qua mấy cái tảng đá. Đó, người ta đeo cái đó để coi có rùa. Ở trong đây có rùa nha. Ở đây có rùa. Wow, đẹp quá. Odyssey cũng đẹp quá kìa. Lịch sinh hoạt này. Cuối cùng mình tìm được chỗ mới mát rượi. Coi gần cái chỗ tắm, ở cái chỗ thay đồ chắc bên kia rồi cái gì. Bên kia rồi. Bên đây nè anh này. Đi ra. Quá trời giờ người ta qua bên đây đông. Tại con nít bên đây đông hơn. Bên kia chị biết không? Bước xuống mấy cục đá nó bén. Còn đây nó dành chân nít nè, bước xuống cái cầu thang đi xuống nè. Nít nhỏ nhỏ không à. Cũng hơi dơ dơ đây ha. Ừ. Nước hơi tù tí hả? Ừ, hơi tù. Bên kia nó tù hơn, tù. Ta lát cây rụng thấy gì? Sao thấy bên kia? Hai bên là hai cái hồ nhỏ cho những em bé, nó tạo ra một cái đường đi nhỏ đi lên. Ra được không?